Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp Jingwin Doberman Thermax để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Đi không nổi nữa vì đau lưng quá. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Với cây đàn guitar và chất giọng trầm thuộc thế hệ nhạc sĩ trẻ BX, Vũ Quốc Việt được biết đến qua hơn 100 ca khúc như Hãy hát lên, Còn đó chút hồng phai, Bóng cả, Về đây, Dù lại câu hò. Vũ Quốc Việt viết theo cảm xúc của mình, những gì muốn nói, anh đều thể hiện qua âm nhạc. Chào mừng anh đến với Lữ khách 24 giờ. Nữ ca sĩ diễn viên Mi Trần hoạt động tích cực trong lĩnh vực phim ảnh. Mi Trần liên tục chiếm sóng truyền hình bằng các vai diễn ấn tượng như Lốc xoáy tình đời, Phía sau hào quang, Hoàng tử ăn mày. Sau một ngày vất vả chinh phục những thử thách đầy cam go, với quyết tâm sống sót qua 24 giờ, hai lữ khách đã sẵn sàng đón nhận thử thách cuối cùng, thử thách xin ở trọ. Bây giờ bạn hãy xin ta túc tại một ngôi nhà bất kỳ nằm trên đường Cây Gõ, ấp Phú Trung, xã An Phú. Ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng. Hả? Quyền Củ Chi. Lưu ý, bạn không được phép lấy lý do đang tham gia chương trình để xin ở lại. Với hai lá cờ chiến thắng trong tay, Mi Trần có vẻ rất tự tin tiến đến chinh phục thử thách thứ ba. Cái bao rồi, cái bao gì nhiều giờ cô? Cô Vân ấy à. Nhà cô đâu cô? Nhà đây. Để tụi con hỏi thăm thôi. Dạ con ở Sài Gòn, con xuống đây tìm hiểu về cái sinh hoạt, cái đời sống của người dân á. Con được yêu cầu là sẽ sinh hoạt với một nhà người dân và tìm hiểu về cái công việc của họ hàng ngày á. Con muốn hỏi cô là cô có thể nào cho con ở lại tá túc một đêm nay? Chứ dạ. Con đi con không về hả? Phải ở tá túc đây hả? Dạ. Nhà ngày mai có đám giỗ. À, hơi kẹt. Hả? Hơi kẹt. Cái gì con phụ đám giỗ? Con nấu ăn giỏi lắm, con hứa với cô luôn, con nấu ăn rất giỏi. Vô nhà ngồi chơi chút đi. Dạ. Tuy liên tiếp thất bại ở hai thử thách đầu, Quốc Việt chồng vẫn rất tràn đầy sức sống, bước tới với cây đàn guitar trên vai. Dạ, chào cô. Cô, bữa nay là từ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh xuống phục vụ văn nghệ tại nhà luôn. Xin trọ lại nhà một đêm. Cô có đồng ý cho con ở trụ lại, ngủ ở đâu cũng được hết á. Vậy hả? À, dạ. Ủa chứ chồng cô đâu? Dù biết rằng tham gia chương trình rất khó khăn, nhưng hành lý của chàng nhạc sĩ này vẫn không quên cây đàn guitar. Đêm nay hứa hẹn sẽ có một buổi tối thật thú vị đây. Chào các cô ha. Nhà bự quá mà không cho ngủ. Hồi bấm chuông cái đỡ ghiền. Không cho ngủ cũng bấm chuông. Thật là một anh chàng nghịch ngợm và thích đùa. Đi qua nhà khác. Ở đây có nhiều nhà làm những cái này không cô? Không, đang có một nhà vậy hả? Dạ. Lần đầu tiên con thấy luôn. Từ đó giờ con không. Với tài ăn nói khéo léo của Mi Trần, vị chủ nhà hình như đã hơi lung lay, nhưng cuối cùng cô vẫn bị từ chối. Chắc không được quá chứ. Nhà để có bé đâu. Dạ, em cảm ơn. Cứ đi đi, không có con quay lại. Dạ, con cảm ơn gì, con cảm ơn con. Chắc có bé rồi chứ. Dạ, khó không? Dạ. Cứ không có thì con cứ quay lại đây đi. Không phải dễ nha, thấy rất là vui vẻ, nhưng mà không có đồng ý. Trời đã bắt đầu sẫm tối, nhưng Vũ Quốc Việt vẫn kiên trì lang thang tìm vận may cho mình. Anh, tụi em là tối đây định phục vụ văn nghệ ở đây, sáng mai tụi em về thành phố Hồ Chí Minh có. Em là nhạc sĩ, ca sĩ, lát em sẽ đàn hát vài bài, đãi gia đình anh. Em ở ngủ ngoài ghế đá cũng được, sao hết á. Anh đồng ý khai đi và mừng. Dạ. Được. Rồi, anh Trọng đã đồng ý rồi. Dạ, dạ. Chắc là không được, chắc là không được. Khổ thân cho anh, vì nghe lộn lời từ chối thành lời đồng ý, nên niềm vui vừa tới đã tắt rồi. Cảm ơn Trọng nha. Chào anh Trọng. Dạ. Không được nữa rồi. Dạ, sao căng quá vậy? Chờ cô. Cô là chủ nhà đây hả cô?
Tối nay định xin nhà ai là cho tá túc lại một đêm, tức là mình ngủ ngoài sân được để trải nghiệm cái đời sống ở đây. Khách hay bốn giờ. Dạ. Con là My Trần, con là diễn viên, con đang tham gia một cái chương trình đi đến những cái nhà địa phương để tìm hiểu sinh hoạt. Đi vòng vòng gặp gỡ mọi người, hỏi thăm này nọ. Ở nhà mình con có sản xuất hoặc là làm có cái nghề gì ở nhà không ạ? À, nghề bên cây. Cây? Cây kiển hả? Cây gỗ. Cây gỗ làm ở đây luôn hay là ở đâu? À, mình đi mua về, mua đi mình bán lại, cắt cây rồi. À, là cái nghề đó nhà tự làm với nhau thôi. Vậy là mình đi vậy bao lâu mình mới về? Chào con bắt đầu đi chơi từ sáng hôm nay, con đi vòng vòng chơi xong rồi chiều tối thì con sao chịu lên cũng sớm thì tối dữ rồi. My Trần hình như đã chiếm được tình cảm của chủ nhà bằng sự thân thiện và hoạt bát của mình. Bà mà ngồi đây. Bà Sáu ha. Dạ, để em vô hỏi bà Sáu nha. Bà Sáu ơi, bà Sáu khỏe không bà Sáu? Con là ca sĩ, nhạc sĩ ở dưới Sài Gòn. Nè nè, con nói thật chứ. Nè, nè nè, con định là tối nay á có cái chương trình. Anh định lôi cây đàn ra làm bằng chứng hùng hồn cho lời nói của mình, nhưng kết quả là cây đàn vẫn chưa đủ sức thuyết phục bà Sáu. Không, con ngủ ở ngoài sân cũng được. Không, một chút thôi, bà Sáu phải đồng ý chứ. Nhà nào bà Sáu chỉ con á? Minh Bằng. Mà bà có cho không? Ai biết? À, là tên gì? Bên đó là ông bà Tư. Bà Sáu chị qua bà Tư. Con đi nha bà Sáu. Ừ. Muốn quá cháu ơi. Nhưng đến lúc này, dường như chính cây đàn đang là sức nặng đối với anh chàng. Chặng đường còn dài và vẫn chưa thấy hồi kết. Dạ chú ơi, tối nay ví dụ con muốn xin tá túc lại gia đình, sinh hoạt chung với gia đình buổi tối á. Con muốn ở một nhà mà thật là nhiều thành viên á. Trong gia đình với nhau, bố mẹ con cái sinh hoạt. Liệu My Trần lần này có được chủ nhà đón nhận không? Nhà anh cũng hơi chặt, nhưng mà thấy giờ mấy em từ thành phố lên đây cũng hơi xa đúng không? Đường xá xa xôi quá, ở đây thì nó cũng nông thôn, chặt hẹp. Nhưng mà thôi, cái tấm lòng rồi tới hết. Thành công rồi, quả thật đây là một ngày rất may mắn đối với My Trần. Dạ, chào bà Tư. Dạ con ở thành phố Hồ Chí Minh xuống. Chào ông, chào bà. Tụi con đang làm cái chương trình văn nghệ tối nay phục vụ ở tại xã mình ạ. Xin bà Tư cho ở lại để sáng mai con về Sài Gòn sớm. Và tôi có gì đó thì con phụ giúp việc cho bà Tư để sáng mai về. Bà Tư đồng ý nha. Bà Tư đồng ý nha. Quá mừng vì không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đêm nay. Ông Tư, bà Tư đã đồng ý. Cháu hả? Ở hồi xóm làng hả? Là không, dạ con nhà đây. Ủa? Con của cháu bà Tư. Vậy là một người dễ gần và cởi mở, anh chàng tranh thủ làm quen ngay với các thành viên trong gia đình ông bà Tư. Còn My Trần thì đang tất bật với công việc bếp núc. Cô nàng quả là rất đảm đang. Học bên diễn viên ảnh này mình mấy năm? Con học trong 12 á, con học quản trị kinh doanh. Trong khoảng thời gian con học á thì vô tình là con được mời đóng phim. Thế xong con mới nhận ra là trời ơi con thích làm diễn viên quá. Đó, vậy là con chuyển sang con học bên trường sân khấu điện ảnh. Con học diễn viên. Ngoài chuyện mình ấy gỗ bên đó mình còn làm công việc gì ở nhà nữa chứ không? Ở nhà thì anh chung chú làm gỗ đây nè 20 năm rồi, có một nghề thôi. Ở nhà thì cũng luôn có con heo, con chơi, con nghệ chơi. Anh Công và chị Hạnh cưới nhau đã được 28 năm và có với nhau 3 mặt con. Cả hai anh chị đều bảo nhau chí thú làm ăn nên kinh tế gia đình khá ổn định. Anh Công kinh doanh cây gỗ làm ván, kèo nhà từ lúc còn trẻ và tới giờ đã có 6 công nhân làm phụ. Chị Hạnh ở nhà làm nội trợ, chăn nuôi heo gà tại nhà và gần đây có làm thêm nghề thuốc nam. Nhờ vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau mà gia đình anh chị lúc nào cũng trong ấm ngoài êm, nhà cửa đầm ấm tươm tất. Vũ Quốc Việt chủ động tâm sự chuyện con gia đình và hỏi han gia cảnh ông bà Tư để tạo sự gần gũi. Ở đây sáng mơ mà rồi vận động mà quét tước xung quanh nhà là thấy nó cũng hết thời gian. Vậy bà Tư là khỏe hơn chút ha. Bà cũng yếu hả?
mà cũng bệnh à, bệnh tim thì giờ già mà giống như ở nhà mẹ con cũng vậy, năm nay cũng gần 80 á, cũng bệnh hết nè, thấp khớp rồi tai điếc rồi đủ á, dạ dày. Bà tới giờ nhà nó cũng bệnh luôn, bà nhà dạ. Cái tuổi này Tư nói chuyện đồ mọi thứ cũng rất là minh mẫn. Dạ. Dạ. Ở ngoài Củ Chi này thì cái ngành chính là mình làm dân là làm gì? Ở đây bây giờ ở ngoại thành này, Củ Chi này giờ chăn nuôi. Chăn nuôi. À. Ông bà Tư đều là những người con của vùng đất thép Thành Đồng Củ Chi. Thời gian đầu lấy nhau, cuộc sống của ông bà vô cùng khó khăn vất vả. Nhưng nhờ vợ chồng hòa thuận cùng cố gắng nên cuộc sống hiện tại đã vững vàng với một trang trại nhỏ nuôi bò sữa, heo và một khu vườn trồng cao su khá rộng. Tuy giờ đây tuổi già sức yếu nhưng ông bà luôn hạnh phúc khi nhìn thấy gia đình con cái sống yên vui. Tối qua ngủ chị My hả? Tôi ngủ với chị My luôn. Ồ, ngủ với chị My luôn. Không ngủ mẹ. Không ngủ với mẹ. Từ từ liếm cái cân ngọt không? Ngọt quá. Ngọt quá. Ngọt quá. Rồi. Ngọt quá. Được luôn. Gắn năm xa. My Trần có vẻ rất khéo chăm trẻ con, thoáng cái đã dụ được cậu bé uống sạch ly thuốc rồi. Siêu nhân điện quang. Giỏi quá. Xong. Giờ mình đừng có đi lại nhiều, mình ngồi một chỗ đi chút mình ăn cháo ha. Alo. My hả? Anh Việt đây. À, em tìm được nhà chưa? Em đã tìm được nhà rồi, em đã ăn cơm no rượu say luôn rồi. Nhưng mà em tìm nhà thứ mấy mới được? Nhà thứ hai thì có cô chú này á là làm gỗ. Cuộc sống em này rất là đầm ấm, anh sao rồi? Anh ở bên này á là anh tìm cái nhà thứ ba là mới được. Rồi, ngủ ngon nha. Ok, ngủ ngon nha. Bây giờ bà Sáu với bà Tư, con sẽ hát một bài hát bà Năm, được không? Âm nhạc đúng là không biên giới. Chỉ có âm nhạc mới đưa mọi người xích lại gần nhau thế này. Bà Năm đứng trong con về, sớm hôm sau hè, trời măng đã xanh thành tre. Từng hạt cơm khô ngân lạc, mẹ nghe ấm áp. Một giọt canh chua xớt đầy tình mẹ con. Chiều nay mưa ướt miền Củ Chi, con đi vào sớm tìm nhà, thì gặp bà Sáu bà Tư. Nó đang làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Hình như nó bị ngứa thôi. Hình như có người mới có thêm fan hâm mộ hí rồi. Muốn cái gì gãi đi. Đi ra phải không? Vô. Nè, ngay cắm còn nhà con kìa. Còn hai con nằm kia là gà gì? Nhà ấp đẻ ngủ. À, nắp đẻ thì nó ngủ. Đợi nước nóng rồi tắm ha. Đi vào đây. Hẳn cô nàng phải yêu trẻ con lắm đây. Chú sẽ bày cho con một trò ảo thuật. Cái này là gọi là căn bản nhất. Làm sao chúng ta lấy sợi dây thun này ra, lấy được không? Làm sao lấy được? Vướng đúng không? Quốc Việt càng lúc càng chứng tỏ mình rất đa tài và có duyên trong việc kết thân với mọi người từ già tới trẻ nhỏ. Biết sao được không? Con phải đánh lạc hướng mọi người là con vậy đó. Lật qua lật lại để cho người ta nhìn cũng kẹp ngón này nè. Kẹp vô đây. Kẹp. Con kẹp. Đó đúng rồi. Giữ cái này lại. Giữ cái dây thun đầu này lại. Hiểu không? Đó. Con. Thấy không? Thọc cái tay này vô nè. Là nó sợ ra. Thấy không? Có nghĩa. Lấy ra. Hay không? Đơn giản không? Sao quá sao lại cho người ta giật mình, hiểu không? Người ta không đoán được. Rồi, hỏi ra chưa? Chưa. Rồi, đó, hay quá. Sau một hành trình dài mệt nhọc thì không gì sung sướng bằng lúc này được đặt lưng xuống đánh một giấc ngon lành. Giờ là nằm xuống là bất tỉnh luôn. Bất tỉnh gì thôi? Trời ơi, nằm ngủ đi.
ngủ. Mới 4 giờ 30 sáng, Quốc Việt đã thức dậy và ra thăm chuồng bò sữa của gia đình. Công việc đầu tiên của gia đình là tắm bò. Hóa ra anh chàng không muốn bỏ lỡ việc tắm, cho ăn và vắt sữa bò. Một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị đối với anh. Trước khi mình lấy sữa mình phải tắm, vệ sinh, nó ăn. Trong cái lúc nó ăn là mình lấy sữa. Như một con bò này mình lấy sữa trong vòng bao lâu là mình ngưng? 3 tháng thì nó lên giống. Rồi đi 7 tháng là mình bắt đầu lấy sữa đi tới khi mình thối nó đậu. Dạ. 7 tháng nó mình ngưng. À. Nhưng đừng để cho nó đẻ rồi dắt tiếp. Sau một đêm ngon giấc, My trần trào buổi sáng bằng việc tìm hiểu về cây thuốc nam chữa bệnh của chị Hạnh vừa thu hoạch. Cái này thuốc về thuốc nam, có thuốc áo trị về gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ. Cái này là về nấu nấu nước uống. Nấu nước uống đúng rồi. Cái này ta mua làm sao? Ta mua lần cả bao của cô luôn hay là bằng bao vậy? Nhưng mà để hái được hết như đây thì khoảng bao nhiêu ngày mình mới hái được như đây? Cái này cô làm một ngày. Ngày cô hái rồi cô pha. Sau buổi tập thể dục sớm, bằng việc chăm sóc bò sữa, Quốc Việt lại được quây quần ăn sáng cùng ông bà Tư. Hôm mốt hả? 21 phải ăn chín. Ăn bánh bò. Ăn cái cho con vui. À, bà Tư. Đó, ăn bánh da lợn. Nè. Vui hả? Buổi sáng. Ăn xong mình sẽ tập thể dục cho nó xuống. Ăn xong tập thể dục cho nó xuống. My trần lại tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về việc kinh doanh cây gỗ của chú Công. Mỗi lần người ta tới người ta chở mấy cái này á chú. Người ta phải chở lấy hết mấy cái này không hay là người ta mua lẻ. Ta mua hết luôn. Ta mua ta đặt mình là mấy ngàn cây gì đó. Mấy ngàn cây luôn hả? À. Khoảng bao lâu rồi người ta sẽ giao gỗ cho mình một lần để mình bán được có tuần này gỗ? Không có, mình đi mua. Mình phải lội nhà vườn mình đi mua chứ à, nhà vườn. Trời ơi, cực quá. Đã vô nhà vườn mình hỏi, mình đi mua. Lội đi mua, mua xong rồi đốn về. Người ta mua sỉ chú, người ta cũng tính cây mà đúng không? À đúng rồi, ta mua tính cây. Còn mình mà mua vô đám thì đốn này. Đa số là mình mua mão. Quốc Việt được bà Tư dắt đi tham quan vườn cao su rộng mênh mông. Nó tự động nó chạy xuống rồi. Gọt cái vỏ là tự động mũ ở trong vỏ nó ra. À hay hay. Một cái cây công nghiệp thế mạnh của đây. À, rồi. Rồi đúng rồi. Cứ tập ra. Rồi, biết rồi. Đây, đấy, nó kêu kích kích liền. Mai mốt con mà thất nghiệp là xin về vườn cao su của bà Tư. Anh chàng có vẻ rất hứng thú với công việc của nhà nông. Rồi, ông biết rồi. Mũ rơi thôi xuống đi, mũ ơi rơi xuống đi, mũ ơi rơi xuống đi, chảy xuống đi. Đây là lần đầu tiên em vượt ngồi xe máy cày. Trước đây em từng vẽ trong đầu em một hình ảnh xe máy cày là ngồi nó rất là êm đềm. Em tưởng tượng em đang đi tàu vượt thác. Đây quả thực là một cảm giác rất là thú vị. Trời ơi, cây sầu riêng! Trời ơi, cây sầu riêng! My trần thật sự bị choáng ngợp trước một vườn cây ăn trái xuân xuê và là những con khoai khẩu của mình. Nó chín mùi thơm, nó rụng mơ 12 giờ khuya. Bây giờ còn không gần nó chín, bây giờ không ấy liền luôn. Liền bây giờ nó có cái nó đâu ăn được đâu. Nó ủa mình để ở nhà không được. Được. Nó phải già tự chứng thực. Còn nếu mà đi về hái về là ăn không được. Chôm chôm thái. Nó là tuyệt vời, tuyệt cú mèo. Trời ơi, măng cụt. Đây là cây măng cụt. Quốc Việt rất quan tâm nên hỏi han khá chi tiết về công việc chăn nuôi heo của gia đình.
bán công nghiệp thì nó ăn tự động, nó đổ. À, đổ nó. Sao nó muốn ăn cái là nó lắc. Nó là nó lắc, nó rớt xuống, đúng rồi. Ờ, à, con heo mẹ nó bên á, bên con, nó sợ anh bắt á. Ồ, lông đã. Lớn tưng rồi, ơ kìa. Thường thường là 15 con là đạt tiêu chuẩn. Còn ít ít nhất là phải 10 con. Ví dụ như 15 con thì con heo mẹ nó sinh ra trong thời gian bao lâu được 15 con? Cái lúc bắt đầu là sinh nhất thì trong vòng tiếng đồng hồ. À. Nguồn cung thì nhiều nhưng mà cái giá thành thì nó thấp bình ổn mà. Nhiều người ta bỏ ngành à? Bỏ, giảm đàn này. Dạ. Giảm đàn. À. Dạ, mời cô chú ăn nuôi. Cả nhà ăn rất ngon miệng món nuôi do Mi Trần nấu. Tay nghề nấu ăn của cô nàng quả là không tồi chút nào. Con cảm ơn gia đình. Cuối cùng, giây phút chia tay đã đến. Như các anh, các cháu là cho con ngủ qua một đêm để trải nghiệm cuộc sống tại Củ Chi này. Và bây giờ chắc con xin phép về thành phố. Chúc cho gia đình bà Tư và cùng tất cả mọi người trong gia đình là vui vẻ, hạnh phúc. Ngày hôm nay thật sự là con rất là vui. Hôm qua đến hôm nay thì con cảm thấy là mọi người rất là chăm sóc cho con. Thay cho lời cảm ơn thì con xin gửi cô chú một món quà từ chương trình, đó là xương gum dopamine. Và bên cạnh đó là trước khi đi thì con cũng có chuẩn bị một món quà khác của con để gửi tặng đến cô chú, đó là một bộ ấm tách trà. Thì chúc con mỗi lần cái dịp nào đó, thí dụ như con có công việc gì rảnh rỗi ra, có công việc gì đó, có dịp ngang đây ghé nhà gia đình thăm. Dạ. Chương trình lữ khách 24 giờ có hai một cái phần quà nhỏ tặng gia đình, phần quà của riêng con, tức là đây là bánh tráng đặc sản của quê con là tại Tuy Hòa Phú Yên. Con đem từ ngoài quê vô và mang theo chương trình. Và hôm nay là tặng một món quà mang cái của ít lòng nhiều, cái tình của quê đem tới đây để gia đình thưởng thức. Dạ, con cảm ơn cô chú nhiều lắm. Giây phút chia tay giữa vị chủ nhà hiếu khách và nghệ sĩ ở trọ diễn ra trong những lời cảm ơn ngậm ngùi, trong những nụ cười ấm áp và lời hứa thiết tha mong ngày gặp lại. Cả người ra đi lẫn người ở lại đều nhận được rất nhiều từ chuyến hành trình. Đó không phải là những món quà nho nhỏ tặng nhau, mà là cái duyên được gặp gỡ, được chút những tâm tình, là tình cảm quý báu đọng lại sau nửa ngày sống chung dưới một mái nhà. Lời cuối cùng mà muốn gửi đến chú Công và cô Hạnh, đó là xin chúc cho tất cả gia đình của cô chú thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc và học tập. Và thật sự là rất là cảm ơn và yêu tất cả mọi người. Thì thấy nó bình thường, cũng như con cháu trong gia đình thôi. Và thấy nó đàng hoàng, được, tốt. Trải qua một đêm tại nhà ông Tư bà Tư và tất cả con cháu, người thân chia tay, phải nói rằng một cái cảm xúc rất là quyến luyến. Xin cảm ơn lữ khách 24 giờ đã cho tôi một cuộc trải nghiệm rất là tốt đẹp. Thế là anh em mình vẫn còn sống sót qua 24 giờ. Đây là quà của em tặng cho anh. Vì em xuất sắc anh tặng cho em tay thơm luôn. Trời ơi, em cảm ơn anh. Thơm ngát suốt cả ngày. Lữ khách 24 giờ đã mang lại cho Mi Trần rất là nhiều những cảm giác thú vị và những trải nghiệm rất là đặc biệt. Và bây giờ xin chào tất cả những khán giả yêu quý của chương trình Lữ khách 24 giờ. Bye. Xin chào.